Bây giờ nó khi nó được rồi nha, thì nó cứ ôm nhiệt ra. Tháo được phần điện rồi, bây giờ mình tháo cái phần trục. Bây giờ chú có cái tên 17 đúng không? Hay có? Để lấy à? Tên không được. Cái này có nghĩa là để chú quay vào cái phần này này. Bây giờ cái phần này là nó đang bị cái ốc này ở dưới đúng không? Thì chú bật điện thì chú nháy cho nó phát được cái nó. Cho nó quay đi trên này để dễ xoáy. Có phải là chú chạy hết bão thì chú rút được trục ra đúng không? Không mất đi hết bão thì không bao giờ chú còn rút ra được. Đấy. Vẫn thoải mái. Đấy, rút trục ra này. Đấy. Rút được trục ra xong bắt đầu này. Chú cứ dừng cả lên 22. Chú bạn một mặt, một ốc để chú nhấc cái mặt bích này ra.
mục tiêu được nhất cái mặt nước người ta thôi. Đấy. Mục tiêu mình tháo trước bây giờ là chỉ có để nhất cái mặt nước người ta. Nấu cho rửa đấy, để vệ sinh. 22, kia bố chồng 22 vậy. Ghế ai tránh nhau ghế ơi. Thầy gái con. Thôi rồi, đi đi. Đứng ra đây, đứng ra đây, đứng ra đây. Đang tháo đây, đứng ra đây. Hôm nay thì không, cái chồng 22 đây. Đấy có cái khẩu 22 này. Không phải vặn ngược lên trên ạ. Cái tên là bỏ lại đấy. Ừ. Đây cháu bảo. Không chú làm được chưa kìa. Đây cháu bảo chú. Đấy cái này đi. Còn quay sang chiều nào thì chú chuyển đến kia. Không chưa không chú đứng ra đi để cháu làm đâu. Rồi là cháu chú mua gần đây. Chú mua gần đây rồi cháu ấy. Chú cứ đứng ra. Đây là cháy ra mình đây rồi. Đấy là cháy ra mình. Nó có cái đầu đây để điều chỉnh. Ví dụ chú xoay, chỗ nào chú xoay vào sau cái này. Anh thôi rồi về thì phải về Đông Nam đừng lớn à. Về ấy thì về phải vào Hà Tĩnh đúng không? Phải về xe đủ cục về con cục lớn đây thôi đấy phải bỏ cái gì làm ổ lục lục đây đây cái đấy cô chú không cho dùng cái đấy đâu, cái ông này chú không dùng cái đấy, không cho vào được đâu, nó to chú cứ dùng cái này, để chú cứ bắt không chơi được con nào chứ. À, duyên cái khe nổ có bị tan nữa không? À, chú bạn hết rồi đây vậy nha, thôi rồi mình có này thầy mới khóc rồi đấy, chú bạn hẳn ra đi, bạn hẳn ra đi. Chú chỉ nên nhớ là chú chỉ mấy ốc ở trên mặt nước trên này nhá. Còn mặt nước dưới mấy ốc này chú sới nới lỏng luôn. Chú hiểu không? Mặt nước dưới của mình không tháo. Mình nới lỏng ra để mình nhấc cái mặt trên này không? Lỏng ra đi. Chú đứng quan sát nhìn cháu làm hơn thì mai chú ấy chú dễ hơn chứ chú vừa làm ấy không cái tháo này ra tí nó nứt ít một tí đấy chú để cháu làm ra chú cứ đứng chú đứng chú nhìn cho nó dễ vậy chú cứ làm ở đây có tiền là tôi mân được đấy. Ông lấy gì thì chú lấy chú. Ông như đây là tự tư mân ông đừng có cho nó thôi. Vâng vâng. Để tôi tư mân cho nó có. Đây, không dùng cái đấy được. Không bao giờ dùng được cái đấy. Cháu bảo chú là những cái gì dùng được cái ốc nào là dùng. Ahem.
Đấy, vậy nó được rồi, vậy là được. Đây, cú lấy ra lên từ vậy này, cú xới lỏng bốn ốc chân này ra. Để tí mình dễ nhất cái mặt này ra. Đây, lỏng mỗi bốn con này thôi. Hai con bên đấy, hai con bên này. Không, đừng lối lên đấy, đây chỉ lối mỗi đầu này thôi. Còn hai con này nữa, con đằng sau cô chú không động vào, động vào đằng sau làm gì kệ nó. Quan trọng mình lấy ra để mình nhấc cái mặt bích này ra nó dễ hơn. Chú cứ lấy ra thì nhé. Chú cứ cho nó vài vòng ra. Đấy, chú lấy bên kia. Chú đừng lấy, chú cứ lấy hẳn nó một vài vòng cứ dọn đấy rồi. Bây giờ nó lấy xong thì chú gõ một chân này. Gõ một chân một tí cho nó đấy, sau đó bắt đầu là tất cả lên một mặt ốc này là nó ra rồi đúng không? Bây giờ chú nhìn thấy đây là hai nửa đúng không? Đấy thì bây giờ chú gõ nó để chú hiểu gì cho nói không? Đấy là nhấc được hai nửa đúng không? Đấy, muốn tóc được hai nửa thì như cháu vừa gõ để cho nó bong với sơn rồi đó. Nó còn đang... Thấm cái thấm lên đi. Phải đắm thấm lên đi ạ. Vâng. Ốc, mình xé mỏng ra một tí đấy để mình nhấc lên được. Hai cái này là để chú cầm tay này. Ừ. Chú đứng chạy một tí nó quay ra chỗ này, chỗ này chú đứng như thế này. Nó không đúng. Đấy, đây là hai cái này để nhấc ra, chú cầm tay bên lại được, để nhấc cái phần này ra thôi. Còn ấy vậy nên cháu mới bảo là phải nới lỏng cái thằng này ra, bởi vì lý do nới lỏng ra thì chú mới dễ nhấc được cái thằng này lên. Không như hai bên mặt nó ôm sơn vào. Đấy. Để chú thấy chưa? Đấy, nó hơi vướng này. Nếu mà chú có một jack 6 như cháu này, vậy thì cháu cũng bảo là chú này có một cái đồ để mua thêm một cái đồ của nó đây để nhấc mũi cái này ra. Thằng này nó hơi vướng cái phần này. Đấy. Chú gõ nó ra. Đấy. Coi bỏ ra ngoài, còn bên này không vướng gì kệ nó. Đấy. Bắt đầu chú gõ thôi. Nó đang cướp đi. Đây chú từ từ xuống luôn. Đó đây cái đều. Vâng. Đây cái đều như đây, xuống ngoài. Đấy. Đây, bỏ về đây chứ.
Nói chứ mất một cái bà ấy, cái bò nằm ở đây. Đấy. Sau đó chú công này ra. Chú cứ đứng nuôi đây này, chú cứ đứng đây này để tao quay để chú nhìn nó dễ. Ví dụ như đấy, có phải bây giờ chú cháu được chú này không? Đấy. Sau này khi mà nó những cái này nó dần dần thì những cái này nó rất là ít, đĩa nó sát vào nhau nó mòn đi thì nó sẽ rất là ít. Nuôi dẻ này mới bay. Đây vừa có cái dẻ đây. À, nuôi dẻ tôi vậy mà. Để chú không bị nhầm lắm cái này cái đĩa này. Đây, lấy cái này tạm này này. Để nó không bị chai cái đĩa. Thì chú lấy ra như nào? Thì chú đặt nguyên vị trí đĩa như vậy. Chú hiểu gì đó không? Chú nhấc đĩa ra thoải mái. Chú cứ đứng có nhìn. Ở dưới nó có cái cá trống trôi này. Chú hiểu gì đó đấy. Khi chú đặt vào như nào nha, chú đặt nguyên như vậy, kệ tí nắp xong. Thì cháu sẽ hướng dẫn chú cách nắp nó đơn giản rồi. Đây là cách để chú lau vệ sinh đĩa thôi. Còn đây nó có một mặt trơn và mặt côn. Mặt rãnh, mặt không rãnh thì cứ mặt này rãnh thì ôm với thằng không rãnh. Đấy, như thằng này không rãnh này. Chú nắp như nào, tôi nghĩ là chú tháo như nào, chú để đúng vị trí vào cái que như này cho cháu nhá. Sai đĩa là không được đâu. Chú cứ để ý một loạt vòng có những vòng giống hệt vòng, nó chỉ khác nhau một số vòng. Ví dụ như cái vòng này nó có cái cặn này, thì có cái dao cái gì, lấy cái dao thì chú cứ gọt cháu ấy, tránh ra đi cháu ơi. Rồi chú đã quay đi rồi. Đây rồi, giờ chú bỏ cái dao đắng nó. Lấy cái dao cái gì gọt cái này đi, nó sạch. Chú hiểu được không? Bỏ cái dao đắng không lên không?
cái vòng này nó ghi có số hết rồi, số 2 này. Đây số 2 này. Con tránh ra, tránh ra khỏi cái điện thoại. Vậy đúng không? Đấy. Hai cái vòng. Lại đây. Không, chú vọt cái này đi. Lại đây. Đây là cái tránh cái vọt xong rồi cháu làm tiếp. Chỉ cái này là dính tí thôi. Nghe chưa? Thôi chú chỉ cần gạo mỗi bề mặt được không? Gạo luôn. Mình làm rồi để nó học cho biết nó đúng nhá. Bay lên nó biển nhưng nó lại bay mãi. Cái nhỡ bê tẩy ơn đi ra đấy. Đúng không? Bề chơi nó một phần tí chứ cháu hướng dẫn xuống một cái khác. Tôi nghĩ là chúng dịch từ đây ra chứ không liên quan là cái gạt thằng kia sai được. Nó còn cái khác nữa chứ không phải mỗi cái cháu nói gì. Mình thiên biến vạn hóa, cháu sẽ hướng dẫn chú thì chú cứ cần nhìn là chú sẽ biết, cháu làm một lần là chú sẽ biết thôi. Để theo lẽ này là bài viết này, để như này thì là chú theo thần tôi không lắm, thì là chú dễ biết nhất. Còn nếu mà không thì chú vẫn để như này, nhưng mà tí vào lắp thì lắp bao giờ nó cũng có một cái kiểu lắp ra ngoài này. Từ trong này nó đẩy ra, không bao giờ lắp từ ngoài. Có khẩn nó không? Khẩn nó có khẩn nó. Đó. Có phải nó có khẩn nó không? Không, không có. Thế, nó sạch. Cái nào có thì cho với ấy, còn không có thì thôi. Cái cuối cùng này rồi cháu nhấc đây nha, cái cuối cùng chú lên để ý cháu nhé. Lúc nào cái đầu mặt phẳng này nó cũng vào trong, còn tất cả là chú đẩy ra từ đây. Khi mà thằng này đã như này thì cái thằng kia nó sẽ trơn, nó sẽ vào nó, là chú đẩy đi. Đấy đấy, thì ăn từ thằng này đẩy đi. Đấy đấy, chú thấy nó đơn giản không? Thực chất nó rất đơn giản, nó không khó đâu. Chú đẩy ý một lần thôi. Đây là cháu tính cái tình huống mà ví dụ như lâu ngày rồi chú tháo thuốc vệ sinh cho nó sạch máy thôi. Là chú làm đúng cái rõ này. Không có cái xịt thì mua xong được. Mình nó có rẻ cũng được, nhưng mà thường thường là phải. Cái này tâm khoảng bao lâu thì đi lão chưa phải đào lão chưa vào đây đấy. Thực chất ra mà nếu mà cứ chạy ra mà nó không có vấn đề gì, lúc nào nó cũng đều được ấy, thì mình cứ chạy thoải mái. Nhưng mà nó mà tăng, có hiện tượng tắc dầu hay là có hiện tượng tắc dầu hoặc là cái hiện tượng mà dầu nó ra chậm ấy, thì mình phải tháo ra mình vệ sinh máy. Vì lý do là lúc đấy là máy của mình nó bẩn quá rồi. Có nghĩa là nó bị tắc ở những cái khe dầu này. Đấy, chú thấy không? Chú chỉ cần nhấp mỗi cái mặt trên thôi, không cần phải nhấp mặt dưới này. Cái cá của nó sẽ chạy từ đầu đến cuối. Giữa tay cao lên. Nó cũng là như thế. Chóng ở dao vậy? Tuy dậu nó đổi nắng, nắng quen. Ôi, để cho anh làm vậy chứ đi.
chú cho bò nó ăn được hết mà. Nó chưa quen thôi. Chứ nó mà ấy ra nó ăn hết bình thường. Không sao. Thế còn máy này phải tắt. Thằng dư nó dịch mà nhỏ nó bị làm nó mở cái đến nơi này. Cho một thời gian nào mà đời dịch nhỏ nó này. Đúng rồi, với thứ hai nữa là cái này cháu mình đang lắp là lắp đang không bật nhiệt. Mình bật nhiệt lên tiếng mình lắp là mình tháo ra là dễ. Chứ đâu, bật nhiệt rồi thì tất cả mọi cái cặn nạc này nó sẽ mềm ra. Chứ không dữ vậy cho nó. Đấy, không có nhiệt thì nó cảm giác như này. Nhưng mà bật nhiệt thì nó sẽ khác. Đấy. Đây nhá, chú lắp cái mặt này vào trong. Đấy. Chú phải lắp đúng cáo vào. Mặt tặng vào đó. Nhưng mà nó phải đúng cá nhá. Chú mà lắp không đúng cá tí không bao giờ chú lắp được cái mặt trên này vào. Nó thành một cái đường tròn vào. Đấy. Rất là nhanh. Chú cứ xoay các kiểu miễn là nó phải vào được cái cá của mình. Đấy. Nhưng mà máy nó còn mới nên chú lắp. Chú xoay. Chưa. Chú cứ phải xoay. Chú đừng lóng nó xuống mà chú đi như này là chú cho xoay. Cái nghe thập cái làm. Xoay nó sập vào cái nào đó. Này chú cứ bình tĩnh không được sai. Đừng sai, sai rất nguy hiểm. Siết vào là nó vào hết rồi. Cái này nó phải lắp theo từ từ đấy. Từ từ theo thứ tự như thế được. Kể cả máy nóng này à? Đúng rồi. Đây chú đưa nó làm cho một lần thì chú sẽ nhìn được. Khi mà chú xoáy tất cả ốc thì chú nên nhớ không được để vân vênh các mặt bích nhé. Mặt bích lúc nào nó phải ôm sát vào nhé. Chứ nếu mà xoáy không đúng là cũng bị. Cái này bây giờ chú xoáy gọi là hãm vào nó luôn, chú chưa được xoáy căng. Vì bây giờ nó mới được một nửa gen. Tí nữa bao giờ mình siết ốc vào xong bắt đầu mình bị xoáy căng thằng này. Vậy nên mình cần phải có công. Cái công là cái rất quan trọng. Chú nhìn thấy đĩa nó vào chưa? Đấy, là đĩa nó sẽ vào. Nó sẽ vào khít như này. Đấy là mình chưa có công. Đấy. Mình lắp như này đã bắt đầu là cho cái ốp kia vào để cháu vệ sinh ốp này. Đây. Ốp này nó cũng rất là nhiều thứ. Còn cái này tí quét xong. Đi học khoai.
Mình đi nhỏ cả. Luôn. Làm kiểu đó đúng vấn đề thật. Không qua được gì thôi. Sao vậy? Bình hiểu mà. Bình hiểu làm sao không quay được ấy. À đúng rồi.